người té ghế trước những sự cố, ông cố nội cũng không đỡ được. Hai hai hai, lại là vũ trụ hài đây. Để xem hôm nay có phi vụ nào đáng gờm thì cùng mình xem luôn cho nóng nhé. Ta-da! Bắt gặp con sen và cửa hó đang ngồi xem phim. À, đang nằm chứ. Ấy, ăn thì mạnh dạn lấy đi, sao mà rón rén thủy mị nết na dữ vậy ông anh? Hóa ra là sợ cửa hó bắt quả tang. Thôi thôi, đừng giả bộ ăn một mình nữa, tôi là tôi thấy rồi nha. Áp lực quá nên ông chủ phải cất đi, rồi lại lựa lựa thật kỹ để lấy cho vào miệng á thí. Rồi xong, lần này khỏi chối nha. Tôi không nghĩ xe lại xấu tính như vậy đấy. Để con gái cho thủy mị nết na. Đây, cái nết đu võng của nó có cưng dữ chưa? Bà cố ngồi đây mà cũng không gánh nổi đâu nghe con. Toang! Đó, tao nói có sai đâu mà. Cái gì cũng phải có giới hạn thôi. Bà ngồi bà cười như được mùa. Có vậy nó mới lớn lên được. Con gái con lứa mà cái nét còn hơn cả con trai. Cô gái học lái xe bình tĩnh nhất hệ mặt trời đây rồi. Sau khi nghe thầy giáo dặn dò, cô gái làm cú để bà lên dốc, khiến các chị em ngồi trong ô tô ngã ngửa ra ghế. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Kinh điển phải nói là kinh điển luôn. Mình thấy mấy chị em ở trong cũng can đảm phết đấy. Dám giao chính cho ác là đủ hiểu. Hay là cũng như nhau cả thôi. Đúng rồi. Đang trên đường đi nhậu, hai cô gái nhặt được con ba ba nên là liền mang đi phóng xanh. Rồi rồi, để xem cái cô gái này sẽ phóng xanh như thế nào nhé mọi người ơi. Cái hãng xuống nó tử vong luôn á. Con đi, con đi, con đi, con đi, con đi. Xin vĩnh biệt cô. Á đù, quăng cái mà muốn chuyển kiếp luân hồi luôn. đội ơn chị đẹp. Kiếp này là em gặp được chị tới đây là hết rồi. Một câu chuyện thật sự quá là cảm lạnh. Khi thánh lừa lại gặp đúng thánh nhây thì sẽ như thế nào? Thì em vui lòng kia bỏ toàn đầy đủ hoa nghe. Mút sửa ủng tổng chán. Mút sửa ủng tổng chán gì? Mút sửa ủng tổng chán. Mút sửa ủng tổng chán. Cuộc hội thoại chưa có hồi kết. Cô nhân viên đang rất là tích cực lấy lời khai của khách. Lâu lâu mới có mối ngon nhiệt tình, không thể bỏ qua. Mút sửa ủng tổng chán gì? 5 minutes later. Haha, ông anh này cũng rảnh ghê, đứng tiếp chuyện nhiệt tình và cái kết khiến mọi người cười đau cả bụng. Nhân tình bằng chữ cho dễ, ngài đọc lại lần nữa nè, mút xì lũng tủng chán. Bây giờ cái thông tin của anh như vậy đi. Rồi, như vậy là nói không đúng. Mẹ nhớ con trai đọc dùng cái bình luận mà nó lạ lắm. Giáng đánh vần đọc cho chuẩn nghe con. Em nói lần này mẹ không có stop con được, con đọc cho mẹ nghe coi. Cán cua, cắt cua, ca cua, ca cua còi. Ta ra là cái gì, ta có nghe gì không? Ai hô, tôi vừa nghe ra cái gì vậy ta? Có ai nghe rõ không hãy comment phía bên dưới với. Xác nhận lại là cười muốn nội thương với mẹ con nhà này. Hình như câu cuối cậu trai còn hỏi, công an có ngon không? Ê, ngon, ngon lắm nha em, thử đi rồi biết. Tình hình là mẹ bỉm vừa trông con vừa coi camera. Lúc này thì có một người đàn ông tiến đến. Chắc là chồng đi chơi về muộn à, để vợ đứng ngóng đấy mà. Đúng rồi. Ờ không, là trộm. Ôi. Mày không có được bao con trai, tôi bị không tình yêu. Quẩy quẩy, may quá, và này mẹ bỉm gánh còng cả lưng. Đừng tưởng ở cữ mà không làm được gì nhá. Bà canh cam còn đỉnh hơn cả mấy ông bảo vệ canh cổng ấy chứ. Quá chuẩn luôn.
Tôi có một người vợ đảm đang chân ái của cuộc đời. Mỗi khi vào bếp là y như rằng toang. Mày để em sẽ ăn nước cơm, hoặc cà phê thơm. Mình quay còn mỗi bữa cơm. Ôi trời ơi. Đâu bằng những cái thơm. Tốt nhất là em không nên vào bếp. Anh không muốn một ngày nào đó nó trở thành hỏa hoạn đâu bé cưng à. Bé con đang hào hứng đi đến chỗ cây cột. Với bản tính tò mò thì em nó đã bị dội cho một chàng. Ui sợ quá sợ quá. Rồi quay xe cực nhanh. Chết rồi, ướt hết cả người rồi. Và này lại báo ông bố bà mẹ thay đồ. Sáng giờ cả chục bộ rồi đấy. Đúng là cú sốc đầu đời. Phát hiện trong lớp học có những nhân vật thần thoại, đó chính là Nhàn Quý Phi. U là trời, coi kìa, nó cosplay y chang từ ngoại hình đến phong thái luôn. Bên cạnh đó còn có Dung Mama đi theo hầu hạ nữa chứ. Mũ nón quạt tiếc là làm cẩn thận tỉ mỉ. Cái quạt này là chắc làm từ đồ chiên hoành thánh đúng không? Tự làm tự chơi vậy đó. Cuối cùng là một chiếc clip siêu siêu dễ thương đến từ trò và cô giáo. Nhạc lên rồi ta cùng nhảy thôi nào. Nhảy nhịp nào ra nhịp đó không chật phát nào. Giỏi thật chứ. Mà công nhận cô giáo trẻ đẹp quá. Lúc nào cũng tích cực vui tươi như thế này là quá tuyệt vời rồi. Đây đây, sau khi xem xong những video trên thì các bạn có thấy tinh thần phấn chấn tràn đầy năng lượng hơn chưa nào? Và chuyên mục cuối cùng chính là review nhẹ nhàng tình cảm. Tung cái váy lại thì sau khi cùng mình xem qua hàng hà sa số những sự cố xấu hổ muốn độn thổ, những khoảnh khắc hài hước muốn bể cả cái bụng và cả những tình huống húp hồn con trồn, có khiến các bạn cười thả ga là thoải mái chưa? Nếu chưa đủ độ thì yên tâm, cứ nhấn ngay đăng ký kênh và theo dõi các video tiếp theo. Vũ trụ hài sẽ đưa bạn bay cao, bay xa, bay đến nơi chỉ có tiếng cười và niềm vui thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!